cô gái. Đừng buồn vì không có bạn trai. Thời nay khác xưa rồi, chuyện đến đóm trong nhà cứ để tôi. Này cô gái, chẳng cần phải lo lắng ngày sau. Cần lắp bóng chỗ nào, cần tư vấn thêm gì cứ gọi tôi. Có ngay món đồ vừa ý, giá thành chẳng phải đắn đo nghĩ suy, chất lượng lại thật mê ly. Bao lựa chọn đều biết trước giá tiền, ôi nhanh tay lên tải app liền. Home care giờ không cần lo nội thất ánh sáng trong nhà. Home care chỉ sau vài giây là tôi sẽ có mặt ngay. Home care từ A tới Z tôi sẽ lo hết đi. Home care tay về là thích mê. Công tác nhà chỉ còn có mẹ và con gái, chuỗi ngày vắng ba không hiểu tại sao lại trở nên quá dài. Hết ổ điện rồi công tắc bóng đèn có rồi lại mất. Mẹ con lo lắng giờ đây biết phải làm sao khi ba đi vắng. Biết gọi thợ nào đến đây bây giờ, sẽ phải chờ đợi bao lâu. Lúc này chẳng cần nghĩ suy đau đầu, ôi mau mau lên tải app liền. Home care giờ không cần lo nội thất ánh sáng trong nhà. Home care chỉ sau vài giây là tôi sẽ có mặt ngay. Home care từ A tới Z tôi sẽ lo hết đi. Home care tại vì là thích mê. Yeah 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 yeah, tại vì là thích mê. Yeah 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 yeah, tại vì là thích mê. Giá thành chẳng phải đắn đo nghĩ suy, chất lượng lại thật mê ly. Bao lựa chọn đều biết trước giá tiền, ôi nhanh tay lên. Home care giờ không cần lo nội thất ánh sáng trong nhà. Home care chỉ sau vài giây là tôi sẽ có mặt ngay. Home care từ A tới Z tôi sẽ lo hết đi. Home care tại vì là thích mê. Yeah 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 yeah, tại vì là thích mê. Yeah yeah yeah.